Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, tại Hưng Yên, trong khi công nghiệp phát triển thì các tổ chức đảng, đảng viên tại doanh nghiệp chưa có nhiều. Để thực hiện chỉ thị số 33 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân và xuất phát từ tình hình thực tiễn tại địa phương, tháng 10 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành nghị quyết số 15 về xây dựng phát triển tổ chức đảng, đảng viên, công đoàn, đoàn thanh niên trong đơn vị kinh tế tư nhân. Qua gần 2 năm thực hiện, đã có một số cách làm hay, sáng tạo nên đã phát triển được nhiều tổ chức đảng và đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Để thực hiện nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc xác định đây là một nhiệm vụ khó, bởi các doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp và vận hành theo cơ chế thị trường, nên việc đầu tiên vẫn là vận động, tuyên truyền tới chủ doanh nghiệp. Trong đó, xác định việc lựa chọn các đơn vị có sự quan hệ gắn bó với doanh nghiệp như cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh là những đơn vị thường xuyên gắn bó với các doanh nghiệp để ký kết hợp đồng lồng ghép tuyên truyền các chính sách mới của nhà nước và vận động thành lập doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có uy tín, chấp hành nghiêm các quy định, các chính sách của nhà nước, của tỉnh Hưng Yên về nghĩa vụ thuế, môi trường, chính sách bảo hiểm. Nhờ vậy mà ngay trong năm 2022, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã thành lập được hơn 20 tổ chức, cơ sở đảng trong khu vực kinh tế tư nhân. Đối tượng đầu tiên mà hướng tới là đoàn viên của công đoàn. Vì theo quy định thì tổ chức đảng, đoàn thanh niên hoặc là công đoàn sẽ là đơn vị giới thiệu quần chúng để đi học cảm tình. Thì hiện nay thì trong khu chúng tôi là cái việc phát triển công đoàn cũng tương đối mạnh mẽ và làm cũng rất là bài bản. Và trong cái nội dung đấy thì anh em ở trong công đoàn cũng nắm bắt cái tư tưởng, nguyện vọng của các cái đoàn viên của mình. Thì cái việc mà giới thiệu quần chúng đi học cảm tình đảng là cũng tương đối được thuận lợi. Đấy, và cũng thông qua cái kênh đó thì cũng nắm bắt được cái nguyện vọng cũng như là cái mức độ ủng hộ của các chủ doanh nghiệp đến cái việc mà tham gia vào học cảm tình cũng như là hướng tới là kết nạp đảng của các cái công nhân lao động trong các nhà máy. Cái việc khảo sát các cái quần chúng cũng như là các cái doanh nghiệp có cái nguồn rất là rộng. Thì chúng tôi hiện nay là quản lý khoảng 80.000 lao động. Sau khi được tuyên truyền, vận động, Giám đốc Công ty Kết cấu thép Hưng Yên là ông Nguyễn Xuân Hoàn, vốn là một đảng viên đang sinh hoạt tại nơi cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội, đã bàn bạc với Ban Giám đốc Công ty để ra soát lại số cán bộ công nhân là đảng viên đang làm việc tại doanh nghiệp. Sau đó, đăng ký với Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên, thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Sau khi thành lập chi bộ thì chúng tôi nhận thức rất rõ đó là cái việc mà nó là rất đúng đắn. Bản thân người lao động khi được đứng trong đội ngũ của đảng thì tinh thần và thái độ làm việc khác hẳn, đó là rất tốt. Khi mà có chi bộ thì mọi việc hướng dẫn chỉ đạo từ cấp trên xuống cấp dưới nó rất là thông suốt. Sau 6 tháng thì chi bộ đã phát triển, được kết nạp thêm 4 đảng viên mới nữa. Thì tôi cho đó là cái sự thành công rất là đáng ghi nhận và tất cả những đảng viên mới đều phát huy rất tốt. Khi chi bộ công ty kết cấu thép Hưng Yên được thành lập, ngoài duy trì thường xuyên các buổi sinh hoạt và nghiêm túc thực hiện các quy định của đảng, ông Nguyễn Xuân Hoàn còn vận động hai chủ doanh nghiệp khác tại Hưng Yên là các đối tác làm ăn lâu năm thành lập chi bộ. Do thấy nhu cầu một số đảng viên tại công ty phải sinh hoạt tại nơi cư trú, trong khi có thể sinh hoạt tại doanh nghiệp, lại được sự vận động thuyết phục của bí thư chi bộ, giám đốc công ty kết cấu thép Hưng Yên Nguyễn Xuân Hoàn, nên đến tháng 11 năm 2022, lãnh đạo công ty Kim Tín tại khu công nghiệp của Nội A đã đăng ký thành lập chi bộ đảng. Thông qua những trao đổi công việc, Hoàn cũng nói đến cái vấn đề đã thành lập một tổ chức đảng, chi bộ ở công ty anh và hoạt động cũng khá tốt, và các cái vai trò của đảng trong cái doanh nghiệp của anh ấy là có cái tác động rất tốt đối với cái hoạt động sản xuất kinh doanh của anh, và đồng thời là nó cũng tạo nên một cái mối quan hệ rất tốt với các cơ quan đơn vị chính quyền. Thông qua đấy thì tôi cũng có xin ý kiến của lãnh đạo tập đoàn, thì các anh cũng rất là ủng hộ và nhất trí. Thì tôi cũng có nhờ anh Hoàn giới thiệu để tổ chức thành lập chi bộ Kim Tín Nguyên.
đầu năm 2022, giám đốc công ty may Thiên Sơn Vũ Thanh Tùng chưa phải là đảng viên. Song khi được tổ chức đảng vận động, ông Tùng đã đi học lớp cảm tình đảng do huyện ủy Phù Cừ tổ chức. Sau đó đến tháng 9 năm 2022, ông Tùng vinh dự được đứng trong hàng ngũ của đảng. Ông là đảng viên duy nhất là giám đốc doanh nghiệp trong khối kinh tế tư nhân tại Hưng Yên được kết nạp đảng sau khi tỉnh ủy Hưng Yên có nghị quyết số 15 về xây dựng phát triển tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân. Cũng xuất thân từ trong gia đình làm cán bộ, nhiều người là đảng viên, và tôi thấy là đối với doanh nghiệp, đảng là cái nơi mà gắn kết với giai cấp công nhân, và ở trong công ty thì có rất nhiều các đảng viên đang sinh hoạt tại địa phương. Ý thức được việc đấy thì chúng tôi cũng thành lập cái chi bộ để sinh hoạt, để gắn kết với các anh em trong công ty và để được sinh hoạt nó thuận lợi hơn. Trước đây từng làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước và được kết nạp đảng từ những năm 2000. Sau khi chuyển về thành lập doanh nghiệp tại Hưng Yên, nên ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty Tân Việt Anh, rất muốn có tổ chức đảng và sinh hoạt ngay tại nơi doanh nghiệp đứng chân. Tuy nhiên, từ những năm 2015, khi doanh nghiệp chưa có đủ đảng viên đang làm việc tại công ty, nên ông Tuấn Anh sinh hoạt ghép vào chi bộ Ngân hàng Ngoại thương Hưng Yên. Sinh hoạt đảng tại một tổ chức đảng tại Hưng Yên, ông Tuấn Anh đã hiểu hơn về các tổ chức đảng và đảng viên tại Hưng Yên, đồng thời có mối quan hệ với các đối tác khác. Năm 2021, khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên có nghị quyết số 15, qua rà soát thấy đủ số đảng viên đang làm việc tại công ty, nên ông đã bàn bạc với ban giám đốc và quyết định thành lập chi bộ công ty Tân Việt Anh. Trong quá trình nghiên cứu và để thành lập chi bộ đảng, chúng tôi cũng đã rất băn khoăn vì quá trình mà các cán bộ trong công ty lại phải mất thêm thời gian sinh hoạt định kỳ cũng như các hoạt động họp ở đảng ủy khối, cũng rất nhiều người thắc mắc. Nhưng mà trong quá trình tìm hiểu hơn thì để phát triển một chi bộ đảng thì cũng tạo được lòng tin đối với cán bộ công nhân viên, các đối tác cũng như là cơ quan quản lý thấy được công ty Tân Việt Anh có một chi bộ đảng ở Hưng Yên thì cũng thấy được là công ty sản xuất cách nghiêm túc, có định hướng phát triển lâu dài, bền vững tại địa phương. Từ đó sẽ xây dựng một cái lòng tin rất lớn của các đối tác, của cán bộ nhân viên cũng như con nhà nước đối với công ty. Tôi quyết tâm thành lập chi bộ đảng. Xác định việc duy trì chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát triển đảng viên tại chi bộ trong đơn vị doanh nghiệp là yếu tố then chốt, có tính bền vững và lan tỏa sâu rộng. Các đảng bộ tại Hưng Yên cũng tăng cường hướng dẫn các chi bộ trong doanh nghiệp, đơn vị kinh tế tư nhân duy trì sinh hoạt, đảm bảo chất lượng. Trong đó có việc cải cách các thủ tục hành chính từ việc chuyển, nhận văn bản, sơ kết, tổng kết công tác đảng, triển khai, quán triệt các nghị quyết đều được thuận lợi nhất, không ảnh hưởng đến sản xuất của doanh nghiệp. Đặc biệt là việc hướng dẫn các chi bộ rà soát những quần chúng ưu tú để tổ chức các lớp học cảm tình đảng. Làm sao để các quần chúng được đi học đều là những người có những cố gắng trong công việc, có ý thức và trách nhiệm cao với doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao. Khi tổ chức học các lớp cảm tình đảng, đa số đều được tổ chức online vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật để không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Công tác quản lý thì Ban Thường vụ Đảng ủy khối chúng tôi đã có nhiều các cái biện pháp rất là nghiêm túc. Ví dụ thành lập những cái tổ quản lý lớp học chia theo từng đơn vị và hàng giờ học tập đều phải theo dõi, đều phải nhắc nhở các học viên. Ngoài đó thì chúng tôi có một nội quy của lớp học rất là chặt chẽ. Các đồng chí giảng viên thì luôn luôn là nêu cao cái tinh thần là tương tác đối với các đồng chí học viên, tránh cái việc là mất tập trung cho các đồng chí học viên trong cái quá trình học tập. Đặc thù các quần chúng được cử đi học đang làm việc tại các doanh nghiệp nên nằm rải rác ở nhiều doanh nghiệp, trong khi các doanh nghiệp này lại chưa có tổ chức đảng. Vì vậy, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên sau khi tổ chức lớp học đều thành lập các nhóm có sự hỗ trợ của cán bộ, đảng ủy và cán bộ ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên làm trưởng nhóm để trao đổi, hướng dẫn lãnh đạo doanh nghiệp, quần chúng các thủ tục để chuẩn bị khi có đợt thì sẽ tổ chức kết nạp đảng. Vừa qua thì em có được tham gia lớp cảm tình đảng online ạ. Em thấy hình thức học online rất là thuận tiện cho công nhân chúng em ạ, thì đỡ mất thời gian phải đi lại xa xôi, vẫn hoàn thành tốt công việc của công ty đấy ra và vẫn hoàn thành được lớp học cảm tình đảng. Tôi thấy rằng đây nó là một cái chủ trương vô cùng đúng đắn của
cơ quan đảng ủy khối khi mà phát triển các cái chi bộ đảng ở các cái khối doanh nghiệp, tạo cho chúng tôi là những cái cơ hội mà phấn đấu được đứng trong hàng ngũ đảng viên. Nhờ có sự hướng dẫn, theo dõi, phối hợp của đảng ủy cấp trên cơ sở, nên khi doanh nghiệp lựa chọn được các quần chúng là công nhân có nhiều đóng góp sáng kiến cho doanh nghiệp. Đồng thời, quá trình chọn người giúp đỡ cũng tận tình và chu đáo. Đồng thời, tạo động lực cho các quần chúng phấn đấu trở thành đảng viên. Trong đó, năm 2022, đã có một số đảng viên là công nhân được kết nạp và đứng trong hàng ngũ của đảng. Từ khi trở thành một người đảng viên, thì tôi cảm thấy là cái vai trò với công việc của mình là mình phải cố gắng phấn đấu gương mẫu để cho tất cả những anh em cán bộ trong công ty để noi theo. Tôi luôn cố gắng động viên anh em cố gắng phát huy hết những cái điểm mạnh của mình, có những cái điểm yếu nào chưa tốt thì cùng nhau để cố gắng khắc phục. Nhờ có sự chuyển biến này mà tại một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã có sự hiểu biết nhất định về đảng và vai trò của đảng. Các đoàn thể như công đoàn, đoàn thanh niên đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp. Tôi tham gia hoạt động công ty là được 13 năm. Tôi rất là tự hào khi được ban giám đốc tạo điều kiện cho chúng tôi tham gia vào cái lớp nhận thức về đảng. Qua lớp học đó tôi thấy là ý nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam và giai cấp công nhân. Tôi sẽ phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Với gần 40 tổ chức đảng được phát triển trong gần 2 năm qua, có thể thấy một số cách làm sáng tạo để vận động chủ doanh nghiệp chưa phải là đảng viên thì nhiệt tình tham gia để trở thành đảng viên, sau đó mới thành lập tổ chức đảng, hoặc lãnh đạo doanh nghiệp đã là đảng viên rồi thì vận động để tập hợp các đảng viên thành lập chi bộ, hay các chủ doanh nghiệp mới được phát triển đảng thì tuyên truyền ngay trong các doanh nghiệp với nhau để nhân lên các tổ chức đảng đã và đang phát huy hiệu quả tại Hưng Yên. Bởi khi nhận thức của doanh nghiệp đã được nâng lên thì việc vận động trong khối doanh nghiệp với nhau sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Khi mà thành lập tổ chức đảng xong, nhận thức được cái lợi ích của việc có tổ chức đảng trong đơn vị của mình thì đi vận động các chủ doanh nghiệp để phát triển được tổ chức đảng trong doanh nghiệp, thì chúng tôi đã tìm ra được một hướng mới là khi đồng chí chủ doanh nghiệp đồng thời là bí thư của tổ chức cơ sở đảng, anh ấy vận động thì sẽ hiệu quả hơn chúng tôi rất là nhiều. Và trong thời gian tới thì Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên cũng sẽ đưa bí thư chi bộ, giám đốc của một doanh nghiệp tham gia vào ban chỉ đạo phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân của Đảng bộ khối. Phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với khu vực kinh tế này. Ngay từ đầu, các cấp ủy đảng tại Hưng Yên đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phân công cấp ủy viên, cán bộ phụ trách cùng với các cấp chính quyền chủ động gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với các chủ doanh nghiệp để nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong việc thành lập và tổ chức hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân mà đã có đảng viên thì đây là một cái điều kiện rất là thuận lợi. Nhất là các đồng chí mà là lãnh đạo các đơn vị kinh tế tư nhân thì đây là điều kiện rất tốt để các đồng chí tuyên truyền và vận động đối với những người lao động để tham gia vào tổ chức và trở thành đảng viên. Cái thứ hai nữa là cái trách nhiệm thành viên ban chỉ đạo thuộc các sở ngành, thế rồi các huyện, các cái đơn vị mà có cái điều kiện gần với các cái doanh nghiệp, với chức năng nhiệm vụ của mình thì cũng tuyên truyền vận động các cái đơn vị kinh tế tư nhân cũng hiểu được và nắm rõ được cái xác định được cái vị trí vai trò khi mà thành lập được cái tổ chức đảng ở trong đơn vị kinh tế tư nhân thì ý nghĩa, thế rồi nữa là cái vị trí vai trò tổ chức đảng thì sau khi mà thành lập thì thấy là hoạt động rất có hiệu quả để giúp cho cán bộ, đảng viên, người lao động thấy được cái sự quan trọng, cái tầm quan trọng của cái việc thành lập được tổ chức đảng. Sau gần 2 năm thực hiện nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hưng Yên đã phát triển được gần 40 tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân. Ban chỉ đạo tỉnh Hưng Yên về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân xác định đây mới chỉ là những kết quả bước đầu trong phát triển đảng trong khu vực kinh tế tư nhân. Bởi Hưng Yên còn rất nhiều doanh nghiệp ở khu vực này cần có tổ chức đảng. Vì vậy mà đối với các doanh nghiệp đã có tổ chức đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục tiến hành rà soát, nắm chắc số lượng, đánh giá kỹ thực trạng tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng, đề ra các giải pháp cụ thể để củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động. Đồng thời, kịp thời đúc kết kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo tại một số đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy sau 2 năm triển khai nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
để tiếp tục phát triển đảng và các đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân.